Xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Tay Mắt. Mình là Hồng Nhi và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một chủ đề, đó là smartphone Trung Quốc đang tự tin thả bom trên đất Mỹ. Có thể nói Mỹ là thị trường smartphone khó tính bậc nhất thế giới, nhưng với sự thống trị tuyệt đối của những cái tên đang đứng đầu thế giới hiện nay, cả về thị phần và sự sáng tạo như là Apple hay là Samsung, thì với sự trỗi dậy của mình thì những nhà sản xuất đến từ Trung Quốc đang cố gắng chen chân vào thị trường khó tính này với hai tên tuổi nổi tiếng nhất đứng đầu, đó là Huawei và Xiaomi. Cần biết rằng đây không phải là lần đầu tiên các công ty Trung Quốc muốn thâm nhập vào thị trường Mỹ, nhưng mà với những cái báo cáo gần đây cho thấy đây sẽ là cuộc đổ bộ chắc kèo nhất từ trước đến nay mà những cái tên đến từ xứ sở gấu trúc thực hiện, bởi vì nó sẽ được hậu thuẫn bởi hàng loạt những ông chống lưng là các nhà mạng Mỹ. Về chi tiết cụ thể thì nhiều báo cáo gần đây cho biết các nhà sản xuất Trung Quốc đã đổ bộ thị trường Mỹ với toàn bộ những cái sức mạnh của mình, tức là họ sẽ chào sân nhà của Tổng thống Donald Trump bằng những chiếc điện thoại flagship mạnh mẽ nhất, chứ không phải là những mẫu máy giá rẻ cấu hình cao để thăm dò như là nhiều nhà sản xuất Trung Quốc từng thử nghiệm trước đây. Nghĩa là lần đầu tiên sau nhiều năm bị cấm cửa, những chiếc điện thoại Huawei Mate 10 hay là Xiaomi Mi Mix 2 sẽ đàng hoàng xuất hiện trên những cái kệ hàng chính thức tại Mỹ. Về cơ bản thì những mẫu máy này đều mang đến một cái mức giá khá là cao, nhưng mà vẫn rẻ hơn một chút nếu mà so với những chiếc điện thoại như là iPhone 10 hay là Samsung Note 8. Bên cạnh đó thì việc các nhà mạng bán kèm với gói trợ giá với mức chiết khấu cao thì sẽ giúp cho người dùng tại Mỹ có thể có một cái sở hữu những cái sản phẩm này với số tiền thực chi thấp hơn rất là nhiều. Qua đó thì hứa hẹn sẽ tạo nên một thị trường cạnh tranh đầy thú vị. Bởi vì hơn hết thì họ cũng muốn thể hiện sự hiện diện của mình bằng việc mở ra nhiều cửa hàng bán lẻ nè, giống như cách mà Apple đang làm và cực kỳ thành công. Đặc biệt đó là Huawei, khi mà thương hiệu điện thoại Honor của họ thường chỉ được biết đến như là một cái tên hạng 2 tại Mỹ, thì việc chứng minh sự tồn tại của bản thân đây cũng đồng nghĩa với việc rằng Huawei phải cho người Mỹ thấy được những chiếc Mate 10 của họ chẳng kém cạnh gì so với những chiếc Galaxy Note 8 hay là iPhone 10. Và điều duy nhất mà công ty Trung Quốc cần phải làm tốt lúc này chính là những chiến dịch quảng cáo tiền tấn có độ phủ lớn như những gì mà Samsung đã làm được. Bởi vì chiến lược để bán máy dễ nhất hiện nay chính là phải tò mồm, thay vì theo kiểu hữu xạ tự nhiên hương như cách mà HTC đã làm và thất bại thảm hại. Trong khi đó thì Xiaomi có vẻ như là sẽ ít đả động đến những cái chiến dịch quảng cáo chi bạo tay như vậy. Thực chất thì nằm trong việc công ty này chỉ được tiếng mà không được miếng. Với mức lợi nhuận mỏng như dao cạo thì việc bắt Xiaomi phải chi một núi tiền vào hoạt động marketing truyền thống chẳng khác nào tự sát. Bởi bản thân họ từ trước đến nay thì làm điều này quá kém. Do đó, chiến lược bán máy chính của Xiaomi hoặc là sẽ phải bó buộc vào các hợp đồng ràng buộc với nhà mạng nè, hoặc là tìm đến những cái nhà bán lẻ lớn tại Mỹ để bán máy như là Best Buy hay là Amazon để khá là lý tưởng. Dĩ nhiên thì chắc chắn là vào thời điểm ban đầu thì Xiaomi gần như là sẽ không có lợi nhuận tại Mỹ, nếu không muốn nói là tiềm năng bị lỗ của công ty này là khá là cao. Thực tế thì bức tranh của di động Trung Quốc tại đất Mỹ không hẳn là toàn màu xám như những nhận định của giới chuyên gia. Vẫn có một số thương hiệu sống khá là khỏe mạnh tại đây thông qua sự trợ giúp của nhà mạng, như mẫu Asus M với màn hình kép của ZTE gần đây là một ví dụ. Nó được phân phối độc quyền bởi nhà mạng AT&T và có doanh số không đến nổi tệ, ít nhất là khi xét trên tỷ lệ sản xuất và số lượng máy tồn kho, mặc cho nó có một cái mức giá khá là cao hơn cả chiếc Galaxy Note FE cùng cấu hình. Điều này thì có thể mở ra một cái hướng đi khác cho smartphone của người Trung Quốc tại Mỹ. Để có được một cái sản phẩm gây được chú ý hơn mà không cần phải quảng cáo nhiều thì bản thân những chiếc điện thoại đó phải ít nhất là phải có sự khác biệt nè, hoặc là về kiểu dáng của nó thì sẽ lạ lẫm hơn chẳng hạn. Chiếc Asus M thì đã làm được điều này, dù rằng nó bị giới chuyên gia ném gạch tơi tả và chấm điểm thấp lè tè trên hầu hết những cái trang web đánh giá có uy tín tại Mỹ. Do đó thì Xiaomi và Huawei vẫn đang có những cái cơ hội không nhỏ để có thể thể hiện sự hiện diện của mình tại đất Mỹ, nhưng mà họ sẽ phải thay đổi chiến lược để phù hợp với thị trường rất khó tính này. Tại Ấn Độ thì Xiaomi đã làm rất là tốt và gần đây thì họ gây được nhiều sự chú ý tại châu Âu. Tại thị trường Mỹ thì Xiaomi đã phải xây dựng mới toàn bộ đội ngũ phân phối bán hàng. Đây là một điều không dễ dàng với công ty có tiềm lực tài chính hạn chế như là Xiaomi.
Bên cạnh đó thì vấn đề về các giấy chứng nhận và tiềm năng các vụ kiện về bản quyền cũng sẽ là một cái án lớn treo lên đầu Xiaomi khi mà họ ghé thăm đất Mỹ, nơi mà những công ty đang nhăm nhe lôi Xiaomi ra tòa như là Qualcomm hay là Apple, thậm chí là cả Ủy ban Thương mại FTC cũng sẵn sàng so gáy họ nếu như cần thiết. Nhưng mà nếu như mà Xiaomi vẫn kiên trì với chiến lược của mình thì họ còn phải thể hiện được một ít sự hiện diện thông qua việc phân phối sản phẩm khác vào thị trường, như là những cái sản phẩm smart home nổi tiếng như máy hút bụi thông minh nè, xe điện thông minh nè, hay là các sản phẩm IoT với thương hiệu Miza chẳng hạn. Sau đó khi mà có được những cái thỏa thuận nhất định của mình tại đất Mỹ thì lúc đó sẽ là lúc thích hợp để Xiaomi bắt đầu phát hành điện thoại tại đây. Trong khi đó thì với Huawei thì mọi thứ có vẻ đơn giản hơn rất là nhiều. Họ có một cái kho bằng sáng chế nhất định cùng với khả năng tài chính đủ để đối đầu với bất kỳ một cái cáo buộc thương mại nào tại Mỹ. Vấn đề chính của Huawei là họ đang bị gặp ác cảm bởi nhiều cơ quan thuộc chính phủ Mỹ, nên chắc chắn là Huawei nên tập trung quảng cáo vào đối tượng người dùng phổ thông thay vì những cái hợp đồng độc quyền số lượng lớn với những cái cơ quan doanh nghiệp tại Mỹ. Nhìn chung thì còn khá là khó để kết luận xem liệu Huawei và Xiaomi có thể có được những cái thành công gì trong đợt Mỹ tiến này hay không. Bởi vì về cơ bản thì bên cạnh những cái vấn đề về chi phí xây dựng thương hiệu nè, những vấn đề về chính quyền bản địa, thì những đối thủ mà Huawei hay là Xiaomi phải đối mặt sẽ rất là mạnh. Và những ông lớn như là Samsung hay Apple chắc chắn là sẽ không ngần ngại sử dụng những cái thế mạnh nhất định của mình để gây khó dễ cho cuộc xâm lấn của Huawei và Xiaomi. Nhưng mà dù sao thì viễn cảnh những chiếc Xiaomi Mi Mix sẽ có giá tốt hơn khi mà được trợ giá bởi AT&T, hay là Huawei P11 sẽ được trợ giá bởi Verizon, thì cũng là một tương lai khá là thú vị. Tuy nhiên thì đây chỉ là dự đoán cũng như là ý kiến của Tech Mắt mà thôi. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về cái vấn đề này thì hãy chia sẻ với Tech Mắt bằng cách là để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và nhớ là đăng ký kênh Tech Mắt của chúng mình cũng như là tham gia vào cộng đồng Tech Mắt Việt Nam để cùng chém gió nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.